Xin chào, video hôm nay Hồng Khí sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm cắt kim loại bằng công nghệ plasma với tốc độ cắt nhanh, đẹp và chính xác. Sản phẩm có tên Kết 100 Pro. Cùng mở hộp và khám phá nào. Đầu tiên mở hộp ra, chúng ta sẽ thấy các phụ kiện đi kèm bao gồm súc cắt plasma cùng dây cáp kết nối dài 8m, kẹp mask cùng dây cáp kết nối dài 3m, bánh xe dẫn hướng cho súng cắt, khớp nối nhanh đường ống khí nén. Và đây là nhân vật chính, máy cắt plasma Kết 100 Pro. Như mọi người có thể thấy, sản phẩm được nhận diện bởi màu xanh và đen. Ở mặt bên của máy có logo Hồng Ký và dòng chữ Made by Việt Nam. Phía trên có hai tay xách được làm rất chắc chắn. Hai tay xách này giúp người dùng di chuyển máy dễ dàng và thuận tiện hơn. Máy cắt plasma Kết 100 Pro có trọng lượng 30kg, sử dụng điện 3 pha 380V, khoảng dòng cắt từ 20 đến 100A, cắt tốt trên vật liệu thép từ 1 đến 30mm. Và có thể cắt đứt vật liệu có độ dày lên tới 40mm. Hiệu suất chu kỳ làm việc đạt 100% ở 40 độ C, nên máy có thể cắt liên tục ở 100A trong môi trường nhiệt độ bình thường trong vòng 10 phút mà không báo quá nhiệt. Máy được trang bị nhiều tính năng thông minh giúp người dùng sử dụng an toàn và tiết kiệm. Hộ quang dẫn Pilot App, công nghệ tạo hộ quang dẫn giúp mồi hộ quang nhanh chóng và tích hợp tốt hơn khi cắt với các loại rùa cắt tự động, máy chép hình hoặc được sử dụng trong hệ thống cắt CNC tự động. Chế độ điều khiển súng cắt plasma 2T hay là 4T giúp người dùng rảnh tay trong quá trình cắt. Đối với chức năng 2T, người dùng cần phải nhấn và giữ cò súng trong suốt quá trình cắt. Còn đối với chế độ 4T, chế độ rảnh tay, người dùng chỉ cần nhấn và nhả cò lần đầu tiên để bắt đầu quá trình cắt. Nếu muốn kết thúc, chỉ cần nhấn và nhả cò lần nữa để kết thúc. Đối với chế độ súng cắt này giúp ta tích hợp quá trình cắt với các loại rùa cắt tự động khác nhau. Cơ chế tự động của quạt tản nhiệt giúp tiết kiệm điện năng và giảm thiểu bụi bẩn hút vào máy. Cơ chế này hoạt động như sau. Quạt không hoạt động khi mới vận hành. Chỉ khi nhiệt độ bên trong máy lên tới khoảng 52 độ C thì quạt mới hoạt động. Sau khi làm mát, nhiệt độ bên trong máy giảm còn khoảng 40 độ C thì quạt được ngừng. Vừa rồi chúng tôi đã tiến hành test máy Kết 100 Pro với vật liệu bằng thép dày 30mm. Mọi người thấy đường cắt thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nha. Nếu quan tâm hoặc có nhu cầu sở hữu sản phẩm Kết 100 Pro, hãy liên hệ hotline 1900 636 536 hoặc để lại thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.